Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ cho các bạn về cách cắt nước, gọi là ép nước để bắt hoa đấy, cho những cây mà gọi là muộn hoa trong tháng 6. Thì hôm nay là cũng là 21 tháng 6 rồi. Thì ở trong các cái cây này nhà mình là mình đợt đầu năm là bẻ muộn, cho nên là hiện tại bây giờ là mình mới đang phải xử lý cắt ép nước để cho nó ra hoa đấy. Thì như vườn này, các cây trong này là mình chỉ còn khoảng 20 cây này thôi là chưa ra hoa, thì mình đang tiến hành xử lý ép nước, gọi là tỷ lệ nó ra hoa đầu độc, nó đậu quả đây nhưng mà rất là ít, thì mình cũng coi như là tính ép luôn cho nó đồng loạt. Thì hôm nay là mình cũng chia sẻ cụ thể và cận cảnh cho các bạn nghe. Không, có một số bạn vẫn hỏi lại là nọc tầm nào thì ép. Thì hôm nay là mình quay thực tế luôn. Đây các bạn nhìn đây, tất cả cái nọc nhà mình đều răm răm này, là nó đợt vừa rồi này, các bạn nhìn này. Có cái thì nọc già, có cái thì nọc bánh tẻ, gọi là lá nếp đấy. Cái là chưa được già hẳn, nhưng mà mình ép tầm này gọi là phòng khi là khi mình mà ép lá già quá nó lại bật nọc lên tiếp. Cho nên là mình tiến hành ép luôn trong lúc nọc nếp như các bạn nhé. Đấy, thì hôm nay là mình quay thực tế luôn và quay sát để cho các bạn nhìn cho nó rõ. Tất cả các cái nọc này nó bắn lên như này, các bạn bảo không ép thì nó sẽ tiếp tục bắn nọc nối tiếp. Đây các bạn xem này, lô này là mình ép được 3 ngày rồi. Thì tầm nhìn lá tầm như thế này, mình sẽ chiều nay mình sẽ tiến hành xả nước vào. Nhìn được cây nó cũng là xuống héo cũng khá là mạnh rồi. Tầm này xả nước vào chắc chắn là sẽ ổn thôi. Đây các bạn nhìn các cái nọc này. Đấy. Còn mình sẽ quay cho các bạn xem cái nô quất mình đã xử lý rồi nhá. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem là tầm này thì quả nó rất là to rồi. Đây các bạn xem cái nô này nhà mình xử lý sớm ấy. Quả nó đã rất là to rồi. Đấy. Tầm này khi nó đã có quả rồi thì quả con nó vẫn cứ ra bình thường thôi, rất là nhiều luôn. Sợ là bắt nớp đầu khó ra hoa ra quả thôi, còn nó đã ra một lượt rồi có quả rồi thì nó cũng rất là dễ thôi. Cứ mỗi tháng nó sẽ ra một lớp hoa nhé. Đây, mình sẽ quay cho các bạn sâu ở bên trong là xem hình thức như thế nào nhé. Quả khá là đẹp rồi. Đây các bạn xem này. Đấy. Thì sau khi ép nước vào khoảng tầm, nếu mà bình thường mà cây khỏe nó chỉ tầm khoảng một tuần nó sẽ ra hoa thôi. Còn nếu mà cây yếu thì nếu mà đúng thời điểm của nó, nhiều khi có khả năng nó phải 15 đến 20 ngày nó mới ra hoa đấy. Còn cây của các bạn khỏe thì ép nước nó chỉ trong vòng một tuần nó sẽ ra hoa luôn. Quả này là nhà mình đánh đợt vừa rồi mình cũng có đánh kích đấy. Thì vài hôm nữa mình cũng làm clip, vài hôm nữa mình đánh thuốc thì mình sẽ làm clip cho các bạn hiện tại bây giờ nhà mình đang đánh loại kích gì nhá. Các bạn mà có nha hứng về yêu cây quất và muốn theo dõi về cây quất thì cứ đăng ký kênh. Thì mình sẽ cho các bạn xem những video mới nhất nhá.
clip của mình đến đây cũng xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.